trong vlog mới nhất vừa được công chiếu, Vũ Khắc Tiệp đã chia sẻ về chuyến đi sang chảnh, ngốn hết 500 triệu đồng của anh cùng Ngọc Trinh. Không chỉ khiến giới trẻ sốt sành sịch với những dịch vụ sang chảnh bậc nhất, vlog của ông bầu Vũ Khắc Tiệp còn hút người xem bởi những khoảnh khắc Ngọc Trinh chụp hình giữa đất trời Ý. Nữ hoàng nội y khiến nhiều người phải xuýt xoa với thân hình nượt nà trong ánh nắng của Positano.